vượt qua rất nhiều khó khăn, năm 2022 đã khép lại bằng những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh, tạo động lực quan trọng để Bình Thủy vững tin bước vào năm mới Quý Mão 2023. Trong tổng số 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, Ủy ban Nhân dân quận đã tập trung thực hiện đạt và vượt 14 trên 14 chỉ tiêu. Trong đó nổi bật như thu ngân sách đạt 404 tỷ đồng, đạt 115% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Tình hình mua bán khó khăn nhưng mà tôi vẫn chấp hành tốt cái quy định thuế của nhà nước. Ngay từ đầu năm thì phường cũng giao chỉ tiêu cho các ngành, các khu vực. Thì đưa ra các giải pháp, trong đó thì chú trọng công tác tuyên truyền cũng như là hỗ trợ các cái doanh nghiệp và tập trung thu cũng như là xử lý các cái nợ động các năm trước để đảm bảo cái chỉ tiêu được giao. Kinh tế phục hồi và phát triển khá tốt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đô thị, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 27.538 tỷ đồng, tăng 3.942 tỷ đồng so với năm 2021. Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng với nhiều loại hình kinh doanh, hệ thống bán lẻ, chợ, siêu thị hoạt động hiệu quả, ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong năm đạt trên 13.400 tỷ đồng, tăng 2.890 tỷ đồng so với năm 2021. Đặc biệt, hàng hóa luôn dồi dào, đảm bảo cung ứng đầy đủ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công ty thực phẩm Sài Gòn Co-op chuẩn bị một cái lượng hàng và lượng sản phẩm cùng đồng hành với quý nhà cung cấp để có thể mang lại cho bà con những cái sản phẩm là với trên 20.000 mặt hàng, với cái sản phẩm nguồn hàng từ hàng Việt của mình và luôn luôn là những cái sản phẩm mà có chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để làm sao mà có cái được cái giá cả tốt nhất để hỗ trợ cho bà con trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Công tác chăm lo chế độ chính sách cho các đối tượng kịp thời, xây dựng và sửa chữa 48 căn nhà đại đoàn kết tình nghĩa với kinh phí trên 2 tỷ 700 triệu đồng. Em rất mừng vì được phường với ở dưới quận cho em được cái nhà, em rất mừng. Được Tết là em sẽ có nhà mới ăn Tết, em sẽ rất mừng. Rồi em sẽ cố gắng mặn ăn đặng vươn lên, đặng hết nghèo. Là năm nay cái công tác thu thuế thì quận đạt là 118%, còn cái giải ngân thì cũng đạt là trên 98%, là một trong những cái đơn vị là đi đầu trong cái thực hiện cái nhiệm vụ này trên địa bàn của thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó thì các cái chính sách an sinh xã hội, rồi các cái chính sách cho người có công, người tham gia cách mạng thì cũng được quan tâm thường xuyên và thực hiện. Về cái lĩnh vực an ninh quốc phòng thì chúng tôi đã thực hiện thành công và thắng lợi trong cái diễn tập phòng thủ của năm 2022 và 8 trên 8 phường của quận thì đều đạt 3-0 2 năm liền. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn được giữ vững. Đó là những cái tiền đề để chúng tôi tiếp tục phát huy, thực hiện nhiệm vụ cho năm 2023. Đáng mừng là đến thời điểm này thì chỉ là giữa tháng 1 thì 8 trên 8 phường đã thu xong cái thuế môn bài. Vui xuân mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy quyết tâm bước tiếp chặng đường mới, gặt hái thêm nhiều thành công trong năm Quý Mão 2023. Sớm xây dựng quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ.